Có vẻ như Kevin đang thực hiện bất cứ thứ gì trong căn phòng này ngoài việc làm bài tập về nhà. Kevin, con đang làm gì vậy? Tốt hơn là con nên bắt đầu làm bài tập đi chàng trai trẻ. Vâng, có vẻ như trò vui đã kết thúc, Kevin. Đã đến lúc học tập nghiêm túc rồi. Chà, không nên ngoan quá vậy. Nhưng khi mẹ đi mất, Kevin sẽ chơi trở lại. Xem phim trong phòng là trên cả tuyệt vời, nhưng bạn phải đảm bảo có kế hoạch thoát hiểm cái đã. Dán một cái móc nhựa lên góc của cánh cửa với phần móc hướng xuống dưới. Sau đó, dán thêm cái khác cao hơn một chút ở trên tường như thế này. Tiếp theo, lấy một sợi dây, cột nó vào cái móc thứ nhất, rồi luồn nó qua cái móc thứ hai. Sau đó, kéo nó sang phía bên kia, cánh cửa, nơi bạn sẽ dán thêm một cái móc khác. Sau khi luồn qua cái móc đó, hãy cột đầu dây vào ốp lưng điện thoại như thế này. Vậy là, lần tới khi đang xem phim, thay vì làm bài tập về nhà, và bạn có một cuộc viếng thăm bất ngờ của mẹ, bạn không còn phải lo về việc bị bắt quả tang nữa nhé. Có vẻ như Kevin đã thực sự quyết tâm làm bài tập về nhà. Mình chưa bao giờ nghĩ là ngày này sẽ đến, nhưng nó đã nghe theo lời mình. Và chỉ chờ có thế, bạn có thể thực hiện bất cứ thứ gì mình muốn, xem phim và chơi điện tử hàng giờ. Tuyệt! Ok, đưa đây nào. Em biết là không được dùng điện thoại trong giờ mà. Cái luật cấm điện thoại này thật tệ. Ôi, mong là màn hình không bị vỡ. Ôi không, màn hình vỡ tan rồi. Rất tiếc về điều này, nhưng bạn sắp phải mua điện thoại mới thôi. Có vẻ tôi sẽ nhắn tin trong lớp với cái màn hình vỡ này. Nếu bạn muốn làm giả một màn hình bị vỡ, đơn giản hãy đặt thứ này lên điện thoại của bạn. Nhìn khá thật đấy chứ. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Gì cơ? Sao cậu vượt mặt được thầy Smith chứ? Thời gian yêu thích của tôi trong ngày. Bữa trưa. Nhưng người hẹn đi ăn cùng tôi đâu rồi? Ít nhất tôi có thể giết thời gian bằng cách lướt Instagram. Hình như mọi người đều có một bữa trưa vui vẻ trừ tôi ra. Hashtag này thật đáng ghét. Đợi một chút. Nếu bạn thực sự muốn làm cho bữa ăn trưa của bạn trông thật hơn, hãy cắm tai nghe vào điện thoại để bạn có thể điều khiển nó từ xa. Bây giờ, đặt điện thoại vào gậy selfie và để lên ghế đối diện. Ồ, hoàn hảo, trông giống như người bạn đi cùng đang chụp những bức ảnh đó. Tự chụp ảnh, tiệc tùng một mình thật dễ dàng. Này cô gái, xin lỗi tôi đến trễ. Đừng lo, tôi đã tìm ra cách để giải trí. Bạn đã ăn mà không có tôi? Không hẳn vậy. Bạn thật nhiều ý tưởng, Sophia. Ồ, nhìn giỏ hàng bé xinh đó kìa. Hóa ra, món đồ chơi nhỏ này có thể rất tiện dụng để tạo hiệu ứng video vui nhộn. Khóa zip này sẽ giúp giữ smartphone của bạn đúng vị trí để bạn không phải giữ nó. Đặt điện thoại của bạn ở mặt trước của giỏ hàng, buộc chặt các khóa zip thật an toàn. Thắt chặt chúng khi điện thoại được đặt đúng chỗ. Đúng như vậy đó. Đừng quên cắt bỏ phần nhựa thừa. Để đảm bảo giỏ hàng không xô lệch trong khi bạn sử dụng, hãy đặt một tảng đá nặng bên trong nó như thế này. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy đính nó với đầu cuối của thước đo để bạn có thể điều khiển nó từ xa. Hả? Amy, cậu đang làm gì với thứ đó vậy? Kiên nhẫn chút đi, tất cả sắp được tiết lộ rồi đây. Bật chế độ ghi hình trên điện thoại khi bạn kéo thước đo ra xa. Khi nó đủ xa, hãy nhả nút chặn chân băng để xe được kéo về phía bạn. Khi đó, nhớ bật lửa lên nhé. Giờ trông có vẻ kỳ lạ, nhưng cuối cùng, bạn sẽ kết thúc với một cú slow-mo tuyệt vời với góc quay cực chất. Nó cũng hiệu quả với những video vui nhộn như thổi kim tuyến nè. Và bạn thậm chí không phải cầm máy ảnh luôn. Thủ thuật máy ảnh thật tuyệt phải không? Wow, một pha ôm cua đẳng cấp. Oops, xin lỗi cô, em sẽ cất nó ngay. Có vẻ như cậu sẽ phải đợi đến lúc tan học mới được chơi game. Trừ khi... mình có idea này. Amy, tôi sẽ giải mẹo chơi game mà chúng ta đã tập được chứ. Lần tới, khi muốn chơi game hay xem video trong lớp, hãy nhờ người ngồi trước bạn giúp đỡ nhé. Chỉ cần cho ốp điện thoại vào dưới áo của người bạn đó như thế này. Bây giờ, hãy lắp điện thoại của bạn vào ốp với lớp áo vẫn ở giữa chúng. Nhớ gắn chắc vào nhé. Này, cái gì vậy? Thật sao, Kevin? Đừng quên, bạn của cậu vẫn bị dính vào điện thoại đấy. Tốt hơn là hãy tắt âm thanh đi. Nếu không, cậu chắc chắn sẽ bị lộ cho mà xem. Kevin, em đang làm trò gì vậy? Tốt hơn là mình nên đi kiểm tra.
Nhanh lên, giấu đi nào. À, chào cô giáo, cơn gió nào đưa cô đến đây vậy? Phiêu, nếu bị lộ thì sẽ rất tệ. Được rồi, Ami, an toàn rồi. Ừ, không có gì trên đời bằng tắm nước nóng để bắt đầu ngày mới. Có vẻ như Sophia có điện thoại đến kìa. Ôi không, làm thế nào để mình trả lời điện thoại từ trong này đây? Hẳn là Vicky gọi điện để kể cho mình về buổi hẹn hò nóng bỏng của cô ấy tối qua đây. Trời má, tay mình ướt quá không bấm được. Xin chào. Và thế là điện thoại đi đời. Tuyệt quá. Lần tới khi bạn muốn tám chuyện trong khi tắm, hãy thử thủ thuật này nhé. Đặt điện thoại của bạn úp xuống miếng nhựa này và vẽ theo viền nó bằng bút đánh dấu. Nhớ để lại chút khoảng trống xung quanh nó nhé. Bây giờ, cắt theo đường vẽ sẵn. Bây giờ, lấy một miếng nhựa lớn hơn và gắn nó lên mảnh chữ nhật mà bạn vừa cắt. Keo nóng là hợp nhất với việc này. Khi keo dính vào, lật nó lại và ấn lên các cạnh. Đừng quên để lại phần trên cùng của túi chữ nhật không dính keo nhé. Vâng, nhìn này, một chiếc túi nhỏ không thấm nước cho điện thoại của bạn. Chà, thậm chí bạn còn có thể cho cả iPad vào đó đấy. Tha hồ mà xem. Bây giờ bạn có thể xem các chương trình và trò chuyện với bạn bè khi tắm. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn đã tắt chế độ máy ảnh. Quá là mê các chương trình giải trí luôn. Tuyệt, Vicky gọi lại cho mình rồi. Được rồi, kể cho tôi tất tần tật về các cuộc hẹn của cậu đi. Em đi học muộn nhé cô gái. Đã thế còn cầm cả đồ uống sai quy tắc nữa. Trời ơi, mình vừa mới mua đấy. Em chào cô, em xin lỗi em tới muộn ạ. Thỉnh thoảng em bị lạc giữa các hành lang. Được rồi, vào nhanh đi. Ôi trời, khát khô cả cổ họng. Giá như mình được uống chai nước cam đó. Này, cậu có món gì? Tôi có thể xin một ngụm không? Ái chà, Lily, tại sao đột nhiên cậu chảy nước dãi vậy? Xin chào, có ai ở nhà không? Đôi khi bạn muốn thứ gì đó nhiều đến nỗi nhìn đâu cũng thấy nó. Nhưng hóa ra Kevin biết chính xác cách để lẻn đồ uống vào lớp đấy. Để thực hiện mẹo này, hãy lấy vỏ điện thoại bằng nhựa và tháo nó ra khỏi điện thoại của bạn. Sau khi đặt lưng nó dựa vào túi nhựa, hãy lấy một cây bút chì và khắc đường viền của nó lên tấm nhựa. Khi bạn đã hoàn thành việc đó, hãy tháo vỏ điện thoại ra ngay và dùng kéo cắt dọc theo đường viền. Giờ bạn có hai mảnh thấy không? Tiếp theo, lấy một dải giấy sát và đặt nó lên các cạnh tương ứng của miếng nhựa trước khi ấn mạnh bàn ủi phẳng nóng trên nó. Làm điều này với ba cạnh của miếng nhựa. Món đồ này trông như một túi nhựa nhảy. Bây giờ lấy chiếc nắp cũ từ hộp nước trái cây như thế này và dán keo xung quanh đế của nó. Trước khi nó có thời gian khô, đặt nó vào lỗ nhỏ của túi để làm vòi nước nhỏ. Tiếp theo, lấy đồ uống yêu thích của bạn và đổ vào túi, nhớ đổ đầy đó nha. Đừng quên đậy nắp lại. Cuối cùng, dán keo nóng vào mặt ngoài của vỏ điện thoại. Bây giờ dán túi nhựa ngay lên trên keo nóng. Sau khi khô, hãy gắn điện thoại vào vỏ và thưởng thức nước trái cây từ nơi cất giấu nhỏ bé của bạn. Cần một ngụm chứ, Lily? Ồ, ơn Chúa, cảm tưởng như tôi sắp chết ý. Và nếu giáo viên của bạn đi bên cạnh, đừng lo lắng, bạn sẽ hoàn toàn được bảo vệ. Đúng, thứ đó ngăn ngừa mọi nghi ngờ luôn. Ồ, trông như là giờ ra chơi vậy. Này các gái ơi, các bạn phải xem video này đi. Thật là bực mình. Đừng lo các cô gái, tớ xử lý được. Thôi bỏ đi, tớ không xử lý được đâu. Không, vẫn không được rồi. Thực ra, tôi nghĩ là tôi có ý này cực hay. Được rồi, hãy để tớ xử lý cho. Cho tớ mượn một cái kẹp giấy đi. Chàng trai nhỏ này là tất cả những gì chúng ta cần. Uốn cong phần đầu chiếc kẹp lại như thế này. Bây giờ hãy uốn cong phần đầu nhọn theo cách tương tự nhé. Đặt chiếc kẹp xuống sao cho các phần được uốn cong hướng lên trên. Bây giờ hãy đặt điện thoại của bạn vào khe nhỏ đó và xong rồi. Giờ thì bạn có thể thoải mái xem những video ý thích của mình rồi. Ồ, lúc nào tôi cũng thích cô Vicky đó. Vì vậy, sau đó tôi nói với gã: không, anh không thể lấy xe của tôi. Các bạn, chúng ta cần phải ghi lại khoảnh khắc này ngay bây giờ. Cười lên nào, thật dễ thương. Bạn nên gắn thẻ mọi người vào những bức ảnh này, Amy. Tôi không bao giờ có thể làm cho cánh tay của mình đủ dài để đưa hết tất cả mọi người vào khung hình. Để tôi thử xem. Nếu bạn không có một chân máy tiện dụng, hãy đặt điện thoại dưới đế dép để bạn có thể chụp toàn bộ nhóm. Nhưng đừng quên đặt nó ở chế độ hẹn giờ, trừ khi bạn có ngón chân siêu linh hoạt. Đây, không có ai bị cắt đầu hay bất cứ điều gì. Tôi sẽ gọi đây là một chiến thắng của cả nhóm. Được rồi, bây giờ tôi đang được chưa? Được,
tag mọi người đi, Sophia. Tag ngay đi.